Heating Format là có mùi thơm không độc được ứng dụng tạo hương công nghiệp cho thực phẩm hỏi phân tử khối. Format là HCOO, Heating C2H5. Mình gom lại thì đây là C3H6O2. Phân tử khối thằng này là bằng 74. Như vậy cứ đúng ở đây mình chọn là câu B.